Đây là cô đó. Mạnh Cường hả? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh yên tâm, tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. Nghỉ ngơi gì nổi, đi từ chiều tới giờ mà bây giờ mới được thở đây. Đi công tác mà còn có hot girl bên cạnh, anh là nhất rồi còn gì. Hot cái gì mà. Alo. Alo. Anh nghe em nói không? Anh bảo anh. Alo. Alo. Thôi được rồi, có gì nói chuyện sau nha. Dạ. Hồi nãy em đang tắm, tự nhiên bị trượt chân té, đau cái dài quá. Anh thoa vào giùm em nha. Coi chừng đó, chút xíu nữa đi, sắp tới rồi. Nhanh lên đi, bắt mày nè, nhắm mắt nãy giờ rồi đó. Được rồi, mày nằm mở mắt ra đi. Khải Nam làm hết mấy món này hả? Đẹp quá hả? Đâu có gì đâu. Chắc là Mana cũng đói lắm rồi. Thôi mình ăn đi ha. Ừ. À, Mana ăn tôm đi. Ừ, Mana không ăn được tôm. Ừ. Mana ăn gà nha. Ừ. Hôm nay Mana đang kiêng gà. Chiếu nha. Cái Nam tặng Mana nè. Mana bị sao vậy? Mana bị dị ứng với Wally. Hả? Mana. Con à, sao trùm kín mặt mày hoài vậy con? Tới má mà con cũng muốn nhìn mặt nữa hả? Con không có mặt mũi nhìn ai hết đó. Nhưng con bị làm sao vậy hả con? Con mở ra cho má coi đi. Má lo quá à. Không, con muốn ai nhìn thấy con trong bộ dạng này hết. Con làm má lo quá à. Có chuyện gì không con? Hả? Mở ra cho má coi đi. Hả?
trời ơi. Má, trời má, trời. Má có sao không má? Trời, trời, trời ơi. Ai làm gì con mà cái mặt con giống bà khùng vậy hả? Má này. Má biết rồi. Tại sao con làm cái gì mà ra nông nổi này vậy con? Hả? Ai dám hủy hoại nhan sắc của con gái má vậy? Hả? Nói cho má nghe coi. Má cho nó một bài học. Thì cũng tại Khải Nam á má. Biết ngay là thằng lùng đó mà. Lúc nào cũng gây rắc rối. Nó lại bôi cái gì lên người con phải không? Má, sao lúc nào má cũng không để cho con nói hết câu hết vậy? Tại Khải Nam không biết con dị ứng với Hoa Ly nên mới vậy. Trời, cái thằng đó thì biết cái gì? Má nhìn nó, ha, thì má biết á, nó chỉ có ăn thôi. Má làm gì mà chê bai bạn con dữ vậy? Má có chê bai gì ai đâu. Chỉ tội ông Khắc giàu hả? Bị con xua đuổi, chắc nó một đi không trở lại rồi. Má ơi, giờ má nhìn thấy bộ dạng của con rồi đó. Má tha cho con đi. Giờ con chỉ muốn ngủ thôi à. Ừ. Vậy con nằm nghỉ đi. Má đi kiếm gì cho con ăn nha. Dạ. Tội nghiệp con. Nằm đi con. Là sao? Đàng hoàng mà dụ dỗ con gái nhà lành người ta. Ủa, bà nói gì là sao? Ai dụ dỗ ai? Thì con trai của ông đó đi dụ dỗ con gái cành vàng lá ngọc của tôi chứ ai. Trời đất ơi, con trai tôi mà nó thèm đi dụ dỗ cái đứa con gái vô duyên nhà bà đó hả? Bà đừng có nằm mơ. Ông sao? Ông có gì? Tôi không thèm nói chuyện với thứ người mà luôn bắt chẹt người khác. Nè, thằng Lục đó đâu? Kêu nó ra đây nói chuyện rõ ràng coi. Bà đây Lục. Bà đó ai Lục? Hả? Thì còn ông chứ ai? Có đứa con à. Ông đừng nói nó là nó cao nghe. Nhưng mà bà nên nhớ lại là bà đang đứng ngay nhà hàng của con trai tôi nha. Hả? Bà tưởng bà muốn làm gì làm hả? Con trai tôi nó không có ở đây. Hả? Mà nếu có thì cũng không có thời gian để nói chuyện với những người bệnh hoang tưởng như bà. Cái gì? Ông nói ai là bệnh hoang tưởng? Không lẽ tôi nói tôi hả? Đây là chỗ kinh doanh, tôi tiếp mấy người lịch sự không à, không có tiếp những người bệnh hoạn ha. Làm ơn đi về giùm, để tôi gọi bảo vệ là phiền lắm nghe. Ông nhớ đó, ngày hôm nay ông đuổi tôi ra khỏi đây nghe. Tôi sẽ làm trong phải hốt hận đó. Tôi thách cái thứ ám đó, cái bà già dịch. Khải Nam xin lỗi Mai Na nha. Thực sự Khải Nam không ngờ trò chơi nhỏ nhỏ cũng gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tại Khải Nam không biết mà. Mai Na không có trách đâu. Mai Na à, con có trong phòng không vậy? Má vô được không? Chết rồi. Bây giờ mà má Mai Na thấy Khải Nam ở đây là xé xác Khải Nam ra luôn á. Giờ sao? Khải Nam sợ lắm. Tìm chỗ trốn đi. Chui vô tủ đi. Hả? Vô đi. Lẹ lên. Ê. Đi. Nhanh lên. Bực bội hết sức vậy đó hả? Hai cha con nhà đó có ngày má xử đẹp cho mà coi. Con sao rồi? Con đỡ rồi má. Con tự đi mua thuốc hả? Thuốc hôm bữa con mới mua, còn lại ít. Thôi để má mua cho con cái hũ mới nha.
Ý trời đất ơi, đi lên trùm mền liền. Trời đã dị ứng mà còn ra gió nữa. Thôi để má lấy áo cho con mặc. À, má, 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 à, tụi con mệt quá, con muốn ngủ. Má đi về phòng. Lấy áo mặc cho nó kín cái đã. Má, 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 cái gì vậy? À, tự nhiên con mệt quá. Ừ. Má về phòng đi má. Má, cái trời đất mệt quá, con muốn ngủ. Trời ơi, nha má. Có con này. Ừ. Nhỏ này bữa nay sao vậy cả? Chắc là do dị ứng. Là ai không? Tôi không quan tâm. Dù là như vậy, nhưng mà ai lại không muốn biết gốc tích của mình chứ? Đúng rồi, hình người phụ nữ trong bóp của ông Nhân. Có lần em thấy hình người phụ nữ đó trong bóp của ông Nhân. Đó là mẹ của Ngọc Lan. Nhưng mà em thấy có điều gì đó. Thôi, cô chuẩn bị đi. Sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi. Tao chửi thằng nào làm khổ cuộc đời của tao đó. Tổ cha nó. Đời chó má chứ phải đời người. Bảo vệ kiểu gì vậy? Hả? Ông chủ tịch. Trời ơi. Cô làm bảo vệ mà tối ngày say sưa như vậy coi được không? Dạ em xin lỗi chủ tịch, đây là lần đầu tiên. Dạ tại vì gia đình em có chuyện buồn, xin chủ tịch bỏ qua. Cậu không chuyên tâm về công việc, đây không phải là lần đầu. Làm sao tôi dám giao công ty cho cậu nữa? Cậu nghỉ việc luôn đi. Dạ dạ em xin lỗi chủ tịch ạ. Dạ để em làm bản kiểm điểm mà. Chủ tịch phạt gì cũng được, nhưng chủ tịch đừng đuổi em. Chủ tịch xin lỗi cậu, tôi không thể giao công ty cho một người như cậu bất cứ một giờ phút nào nữa. Dạ 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 chủ tịch ơi, chủ tịch ơi, cả gia đình em đều trông vào tiền lương của em mà chủ tịch. Nếu mà chủ tịch đuổi thì gia đình em chết đói chủ tịch. Em xin chủ tịch mà chủ tịch. Sao cậu không nghĩ tới gia đình trước khi cậu sai xỉn? Phòng nhân sự hả? Chú tịch. Lập tức thay bảo vệ mới cho nhà xe. Chú tịch. Trời, trời ơi chú. Ngày hôm nay. Chú tịch. Chú tịch.
Dạ, chào chủ tịch. Alo. Ông xuống đây. Cái gì vậy? Ông xuống đây. Cô làm gì vậy? Chính ông. Chính ông làm hại cuộc đời của tôi. Bây giờ cuộc đời tôi bại liệt như vậy nè. Ông đòi cho tôi đi. Ông đòi lại cho tôi đi. Cô nói luôn tôi cái gì vậy? Anh kia. Uống ra. Tôi đã tìm ông nhiều lần rồi. Bây giờ tôi phải sống chết với ông. Uống ra. Thả cô ta ra đi. Chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn còn oán trách tôi sao? Sao cậu không nghĩ phạm lỗi phải chịu trách nhiệm? Tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Ông ác lắm. Ông ác lắm đó. Cậu có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tôi chưa? Bao nhiêu năm qua cậu ôm hận, vì vậy suốt cuộc đời cậu không thoát ra được. Chính cậu đã làm hỏng cuộc đời cậu. Đừng đổ trách nhiệm cho tôi. Mời ông ra cho. Buông ra. Buông tôi ra. Ông Nhân. Ông nhớ đó. Ông nhớ đó. Ông bị ông Nhân đuổi việc, cảm giác nhục nhã và đau đớn, đúng không? Tôi đã từng trải qua cảm giác giống ông rồi, nên tôi hiểu. Chẳng lẽ cô gọi tôi tới đây để tâm sự, thông cảm tôi sao? Tôi sẽ giúp đỡ cho ông. Giúp tôi à? Bằng cách nào? Tôi sẽ cho ông tiền. Nhưng tại sao tự nhiên cô lại đưa tôi tiền? Bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó hết. Cô muốn tôi làm chuyện gì mờ ám đúng không? Xin lỗi, thằng này không phải là người vì tiền mà làm mất nhân tính đâu. Nè, bộ ông nhìn mặt tôi á, thấy giống những kẻ hay thuê người khác cướp của giết người lắm hả? Rốt cuộc bây giờ cô muốn tôi làm cái gì? Hợp tác. Tiền này coi như tiền làm quen. Ủa? Được làm việc với người đẹp như vậy, làm sao mà từ chối được? Chỉ cần là không giết người thì việc gì tôi làm cũng được hết. Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc với ông. Được, được. Ê, sao tao không rầu rĩ vậy mày? Tao cũng đâu không biết đâu. Mày có chọc phá gì ổng không? Tao nghi kiểu này là thất tình là cái chắc nè. Mày không giới thiệu ổng con nè đi. Mấy người sao không lo làm việc đi? Đừng nói nhiều làm gì. Dạ, đi dạ, đi dạ. Đi làm việc đi. Nhìn anh thảm quá. Làm gì mà đến nông nỗi này vậy? Cả hai ngày anh không có gặp Mai Na. Đến ngân hàng á thì người ta nói cô nghỉ phép. Đến nhà thì mẹ cô ấy không cho gặp. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Trời, tưởng chuyện gì. Mới có như vậy thôi á mà anh đã nản rồi sao? Mình thua keo này thì phải bàn keo khác chứ. Keo gì? Keo khác là keo gì? Không có gì mà mạnh hơn được sức mạnh của tình yêu. Không ai có thể ngăn cấm được người đang yêu tìm đến người yêu của mình. Chẳng lẽ má của chị Mai Na kêu anh không gặp chị Mai Na là anh không gặp luôn hả? Sao anh hiền quá vậy? Mình phải tìm cách chứ. Đúng rồi, chỉ cần gặp được Mai Na, anh có nhảy vào biển lửa cũng cam lòng. Trời, đi gặp người yêu mà làm như là đi chết vậy, thấy ghê. Trước tiên á là anh phải lấy lại tinh thần cái đã. Anh đã lấy lại được sức mạnh. Cảm ơn cậu. Bây giờ anh đã biết mình phải làm gì rồi. Ba. Con có chuyện gì sao? Con muốn hỏi ba, ba mẹ ruột của con là ai?
tại sao bữa nay con lại hỏi ba chuyện này? Ba cứ trả lời con trước đi. Ba mẹ con là ai? Ba mẹ con là bạn của ba. Hai người đã chết trong một tai nạn giao thông. Ba đã nói cho con nghe rồi. Sao bây giờ con lại hỏi? Chỉ là con có chút tò mò. Bởi vì từ trước giờ con không có tấm hình nào của ba mẹ ruột. Con cũng không biết họ là người như thế nào. Ba biết, từ nhỏ con đã chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, lúc nào ba cũng yêu thương con hơn cả Ngọc Lan. Ba mẹ con đều là người tốt. Chỉ vì cuộc sống của họ quá ngắn ngủi nên không thể ở bên cạnh của con. Chịu thuộc về quá khứ rồi, nhắc lại chỉ làm con đau lòng thôi. Con hãy quên tất cả đi, cứ sống thật thoải mái, vui vẻ là được. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ba. Hôm nay em mới có dịp nhìn kỹ mặt anh. Những lúc anh như thế này, em thấy anh thật gần. Hình như là người phụ nữ đó. Em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ thấy giống một người trong bức hình thôi. Đừng có nói linh tinh. Anh à, có khi nào anh muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai không? Có chuyện gì vậy tía nó? Chú Năm mới gọi điện. Lúa ấp dưới bị đầy ăn hết rồi. Sợ dịch bệnh nó lây lan qua ruộng nhà mình, nên là chắc tôi phải về nhà một chuyến má nó. Vậy thì mình cùng về. Không được, má nó còn đang bệnh mà. Ở trên này dăm ba bữa nửa tháng đi rồi hắn về. Nhưng mà tía nó ở quê một mình làm sao mà tôi yên tâm được. Tôi về còn lo cơm nước cho tía nó, còn lo chuyện đồng án nữa. Vậy mai mình cùng về luôn. Vậy để tôi nói Thanh Ngọc kêu thằng Bảo Anh tới ăn chung với mình bữa cơm nữa ha. Má nó tính chuyện gì cũng chu toàn hết đó. Thời cơ đã đến. Mai Na ơi, Khải Nam đến đây. Khải Nam.
Nửa đêm nữa hôm cậu làm cái gì lén lén lúc lúc vô nhà người ta vậy? Trời đất cơ, đã vậy còn ăn mặc giống như ninja nữa. Tôi đánh chị tới mức này là may lắm á. Dạ, con chỉ muốn đến xem coi Mana có khỏe không thôi à. Không sao đâu, Mana cũng sắp khỏi rồi. Má, má để cho con nói chuyện với bạn chút má. Gặp toàn cái thứ suối quỷ gì đâu không. Có đau lắm không? Sao tự nhiên Khải Nam ăn mặc như vậy vậy? Mai Na không nhận ra nên đánh hơi mạnh tay. Làm như vậy cho giống trong phim mà. Tại mấy lần Khải Nam qua mà dì không có cho gặp, cho nên... Vậy là sao tía nó? Đã nói tới vậy mà còn khóa máy nữa. À, chắc là anh bận công chuyện không tới được. Thôi mình ăn cơm trước đi nha tía má. Cái thằng bận rộn tới mức đó hay sao? Biết tía má mai về quê mà cũng không sang chào hỏi. Thiệt tình. Hay là con cãi cọ gì với nó? Tụi bay giận hờn nhau phải không? Không có chuyện đó đâu tía má ơi. Thôi, tía má ăn cơm nhiều vô đi, lấy sức để mai còn đi xe nữa chứ. Cái thằng Bảo Anh tình cảm lúc đậm lúc lợt như vậy, con coi lại coi sao. Chứ má thấy lo lắm. Hay là nó có... Không có gì đâu, tía má đừng có suy nghĩ lung tung. Trước sau gì con cũng sẽ cưới anh Bảo Anh mà. Nè, má ăn đi. Tía. Ờ. Con mời tía má. Cái gì? Mẹ con nó dám đánh con trai của ba hả? Dạ, chỉ hiểu lầm thôi mà ba, không có gì nghiêm trọng đâu. Trời đất ơi, vậy mà còn không nghiêm trọng nữa hả? Đợi, đợi tới lúc mà đuôi mắt gãy răng hết rồi mới nghiêm trọng hay sao? Dạ, tại con sai trước mà ba. Không có sai trái gì hết trơn hết trọi á. Đó, đánh con ta có này nè. Đó đó, trời đất ơi, phải bồi thường. Mà con nữa, hiền lành yếu đuối quá đi, cho nên bị người ta ăn hiếp. Bây giờ ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Ba định làm gì ba? Bây giờ con dẫn ba qua bệnh đi. Ba sẽ nói chuyện phải quấy với mẹ con của nó. Phải dạy cho nhà nó một bài học mới được. Thôi mà ba, con đâu có sao đâu. Chẳng lẽ ba con mình đi đôi co với đàn bà con gái, như vậy còn mặt mũi nào nữa? Chính vì con dạy gái cho nên mới ra nông nổi như vậy nè. Ba dặn con rồi, nghe lại một lần nữa nè. Đàn bà ai cũng như nhau thôi, tâm địa độc ác. Lần sau đề phòng tránh xa họ ra, nghe chưa? Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Ba bớt nóng đi ba, ba xúc động quá không có tốt đâu.
Dạ, chào chị. Chú kiếm ai vậy? Dạ, đây có phải là nhà của ông Nhân không ạ? Đúng rồi, chú tìm ông chủ có chuyện gì vậy? À, tôi là người quen cũ của ông Nhân. Chào anh Nhân, anh khỏe chứ? Cậu theo tôi. Ngồi đi. Cậu muốn gì? Dạ, chào cậu hai. Ủa, ba tôi chưa về hả dì? Dạ, ông chủ về rồi, đang có khách trên lầu á cậu. Ai vậy chị? Nghe nói là người quen cũ. Thưa ba, con mới về. À, con mới về hả? Dạ. Ủa? Cậu báo anh đi phải không? Công nhận nhìn đẹp trai phong độ quá ta. Càng lớn càng giống á. Nè, có dịp á, ghé lại chơi nha. Dạ dạ, em nhớ rồi. Tôi về nha. Ai vậy ba? Sao mấy lại biết con? Bạn cũ của ba. Con nói con không biết đâu. Đúng là cậu ta trẻ tuổi thiệt đó, nhưng tôi chẳng biết cậu ta có tài hay không. Đúng đó. Tự nhiên rồi được làm giám đốc điều hành, chỉ đạo nguyên đám gạo cội chúng ta ở đây. Thì đằng nào cậu ta cũng làm chủ tịch Si Khay mà. Chẳng lẽ chúng ta để một thằng nhảy ranh nó dắt mũi hay sao? Các vị không thấy tức hả? Tôi là người đi với ông Trí từ những ngày đầu thành lập công ty. Thật tình, đôi lúc tôi cũng cảm thấy bị ngược đãi quá đáng. Đúng rồi đó. Nếu cậu ta không có tài năng thì chúng ta lên tiếng, thậm chí chúng ta có thể hạ bệ cậu ta. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp. Trên đây là quy trình của cuộc thi thiết kế trang sức, nhằm mục đích thu hút nhiều đối tượng từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp tham gia để chọn ra bộ sưu tập đẹp nhất, và sau đó sẽ tiến hành sản xuất và cho ra mắt trong thời gian tới. Dơ dẫn đúng là tốn thời gian. Cậu nên nhớ đây là trang sức chứ không phải quần áo bày bán ngoài chợ. Hơn nữa công ty chúng ta không thiếu thiết kế, sao phải bày ra mấy cái trò rẻ tiền này? Toàn bộ nghiệp dư vô công rỗi nghề, rồi uy tín công ty sẽ ra sao nữa đây? Cuộc thi này nằm trong chiến lược PR của công ty, nhằm mang tên tuổi của công ty chúng ta đến với rộng rãi công chúng và người tiêu dùng. Hơn nữa, nghệ thuật sáng tạo không phân biệt nghiệp dư hay là chuyên nghiệp, quan trọng là sự mới mẻ và đặc sắc. Chẳng phải những chuyên gia của chúng ta cũng đi lên từ nghiệp dư hay sao? Nhưng cậu dám chắc cuộc thi này sẽ thành công hay không? Tôi không dám nói trước được gì, nhưng một khi đã bắt tay vào làm thì phải cố gắng hết sức mới được. Nếu chưa bắt đầu mà đã nói hết kết quả thì chẳng phải là thùng rỗng kêu to hay sao? Tôi hy vọng sau cuộc thi này, công ty chúng ta không những có thêm những mẫu thiết kế đẹp, mà còn có thêm những nhân tài mới. Ây chà, chắc phải tẩm bổ cho Khải Nam quá, mua gà ăn cho nó mới được. Dạ, trời ơi, trời ơi, bộ đuôi hay sao mà đi không thấy đường vậy? Trời đất ơi, bà nữa hả? Hả? Ông là âm binh hay sao ám tôi hoài vậy? Ủa, bà nói cái gì? Bà nói cái gì? Bà nói ai âm binh? Mẹ con dẹp bà mới là âm binh đó. Âm binh mới đánh người. Ý của ông là đánh con trai ông á hả? Bị má con tôi đánh hồi đầu mà còn sức lết được về nhà là tốt phước lắm rồi đó. Hành hôn người ta mà còn mím cười cười đó hả? Tôi sẽ báo công an bắt má con bà. Chửi thì báo đi, con trai ông cũng sẽ bị bắt vì cái tội cố tình hủy hoại nhan sắc con gái tôi. Đã vậy, đêm hôm
coi thử công an bắt con ông mà là bắt tôi à. Nhưng mà nói gì nói, thằng Khải Nam nó cũng là đàn ông, tự nhiên hai người phụ nữ bu vô đánh hợp đồng đó là sao? Mất mặt quá. Đó là bài học cho nó thôi. Lần sau á, kêu nó đừng đến kiếm con gái lá ngọc cành vàng của tôi nữa. Tránh được. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà cứ gặp hoài à. Bây giờ nghỉ trưa rồi, mình đi ăn thôi em. Anh hai ăn trước đi, một lát nữa em ăn sao? Em bận lắm hả? Anh đợi em rồi mình cùng đi ăn nha. Hôm nay em không muốn ăn, anh đừng có đợi chị mất công. Hay anh gọi pizza rồi về mình cùng ăn nha. Lâu lắm rồi anh chưa ăn pizza cùng với em. Anh gọi về ăn một mình đi, em không muốn ăn tiệc mà. Alo, Ngọc Lan nghe đây. Sao? Ở dưới cổng công ty đó hả? Chờ Ngọc Lan chút nha, Ngọc Lan xuống liền. Bạn em đang đợi ở dưới, lúc khác mình đi ăn nha.